Hello anh em và welcome anh em back to my channel. Đúng rồi, bạn Noman này cũng khá tín nhưng chắc không cần đi đua hai nhỉ. Chắc không cần đâu. Bây giờ anh em ơi. Cay thế nhỉ. Look upon my might and despair. Shall I compare thee to a summer's day? Thu tiếp là ngon này. Chín nè. Bán đá xì này. Rồi. Thua chuỗi thắng thì cũng được anh em ơi. Thua thì thằng nào cũng mất chuỗi rồi. Shall I compare thee to a summer's day? Ui, khỏe thế. The fragrance of romance is truly intoxicating. Ghê gớm vậy. Chơi tấn công sớm vậy. Thương à, ngon đấy nhỉ. The door to another dimension. Shall I compare thee to a summer's day? Yếu cần bán 2 tay cũng được mà không sách thắng. Nhiều floor thế. Trông hơi sợ anh em ơi. Em xui. Leo bắt góc kia, bắt kia cũng ngon. Hãy
Không nhiều cung lắm đâu anh em ơi, không cần dắt thống khổ đâu nhỉ. Lấy này thôi. Sáu Noman được này. Chưa cần vội này. Chút nữa mình cho 6 Noman rồi nhé. Thời cho này đánh đầu game cầm máu tốt anh em. Phủ chủ đầu game cầm máu cũng khá là ok. Hay kết thượng nó hơi thêm về trợ thủ một chút này là chắc cũng không. Chuyện đánh nguyên tố. Con floor 2 ngon. Hoàng bán thần. Bán thần ok, cho bán thần. Mày gọi phù chú nhá. Phù chú cứu mình vào đấy. Yon chắc không chơi đâu nhỉ. Ba con Yon. Đồ kia thì làm sao chơi Yon được không? Mẹ cũng cần. Bán thần giờ này hot nhỉ. Sắp bây giờ kiếm con lau cũng khó khăn phết. Lau khó như con floor luôn. Lau cũng tím, lau được quên tím phết. Con phơm đánh trợ thủ nhé. Sẽ thấy đánh cho ai nhỉ? Floor à? Thắm hoàng cần đâu. Vixi này giữ lại tí nữa có con teo để cho vào tạm teo nhé. Tu lên thêm pháp sư. Cái pháp sư cũng không mấy rồi em, không ulti được hai lần.
Chắc đồ nó xin mình trước rồi. Máy thì mình xin nó đau hơn. Mà không có mana à? Hay đấy. Cú bị thiệt. This is the source of all powers. Trông nó hèn nhỉ. Chào cái sách thành ném cho đa si được nhỉ? Thì đa si 2 bắn ra bắn trưởng liên tục cũng ngon đấy. Khu đấy cũng có hai cái thương mà. Đây có rồng rồi. Đâu nhỉ? Mà chắc bỏ nhỉ? Là cót gặp đáy à? Có ném hay kết cho rồng nhỉ, hay kết cho floor giá vẫn ok. Floor này vẫn đang gánh. Cho rồng cũng ngon. Cân nhắc nha anh em. Mình sợ mấy con Nakot nó xuống nó chui rồi rồng mình thổi lệch thôi chứ cũng. Tại kiểu cũng 8 nhà cũng hơi nhiều nhà không đoán được hết. Tay sách thánh bắt được con này. Không ai có thương. Nhưng mà hai thương thì bắt góc này cũng ok. Con đép ở đây đi. Thổi từ một góc chéo anh phát xem sao nhé. Rồi bên kia thổi đẹp đấy. Cảm giác thổi giữa cũng thế nhỉ, thổi giữa cũng ngon, thổi giữa cũng ngon ngang với là thổi, thổi chéo. Dùng cái kia dùng 2 rồi, nhanh giữ vậy. Thổi góc này đi. Khác là mấy. The door to another dimension opens. Magic pervades everything. Lights is fleeting. Victory means truth. Thế thì anh em con cá thích cần một cái đồ với cái rồng nhỉ? Cái đồ cho rồng nhỉ? Rồng 2 cầm hai kết được anh em. Hai cầm hai kết khá tín. Cho floor 2 thương không? Floor 2 thương ngon hơn. Cùng xiên luôn. Thế mà cho chiêu chiêu lên đi nhỉ? 3 đoạn, 2 đoạn lạc, 2 đoạn lạc. Chiêu chiêu lên 9 thôi em ơi, không vội đâu. Bắt được con kia này, ơi bắt góc này đẹp này. Này cũng đẹp này, có Nakot ở đây cũng chui vào đúng chóc góc mình cần này, con thê này cũng bắt được này. Ê góc này đẹp anh em ơi. Thế góc này cái bế hết đấy. Còn con cát mình không sống được thì hơi lo, hay cho con cát này. Cắt tay đi.
Nhưng mà con rồng này không thổi được luôn. Thì để con cát lại không? Con rồng này không thổi được luôn. Con cát ở lại, con cát bay đi ta. Ở lại nó sẽ tanh được một tí. Bay đi thì nó sẽ thêm được chút mana, một chút công vật lý. Chém đau hơn. Em đang là rồng, rồng cầm cái kết. Mana, không có. Tôi cho nó con cát ở lại đi. Xin này cũng đây rồi, hai con cùng chiến đây rồi. Chiêu chiêu ở lên thôi. Tèo chắc là... Em tèo được. Không cần. Vội thôi. Đổi góc này, mình gặp bạn này rồi mà. Là thường hai con cát à? Thường bắt tái à? Trên đứng chút nữa mình cân nhắc bằng thay. Cái này bắt cũng khá đẹp này, Nacot chui rừng đây là đẹp này. Rồng thổi được một phát sớm này. Hơi xấu, chết mất rồi. Hay kết cho floor đi, rồng không thổi luôn. Dòng thì thuần muộn quá. Alice là Alice 1. Alice 2 sẽ yên tâm hơn vì nó sẽ ulti được một lần. Ulti được một lần ra kể nó đứng đằng sau Vonkat này xong rồi nó câm lặng một con Vonkat đối diện cũng được. Này đi. Cầm lặng con cát đối diện nhé. Con cát xuống đáy à? Rén nhỉ? Không, nhưng mà mình sẽ bế cả hai con cát. Con cát này xuống đáy ở bên này thì nó sẽ bế ở đây thôi. Chắc vậy. Có chui đáy không sợ. Hai con này thì cũng dòng thổi được vào góc đấy. Lo xin luôn à? Lo ba đồ cho những con cát à? Dòng thổi xấu ấy. Cái flo này gần như có một cái bất tử thôi, có sách thánh thì con cát mình đúng là trâu thật. Đỡ được con cát. Cái này chơi thêm được nhé, ba đồ kia cho thêm được. Nên luôn nhỉ, chuỗi tháng 9 à, nên luôn được. Sống vội một tí. Thêm một con Nacot hay chỉ thêm một con gì thôi nhỉ. Thổi góc kia thì con Yon thổi xấy được con Vonkat mình này, hơi đau. Hơi đau ấy em này. Ở đấy bắt thương đáy cũng được. Lo xin đôi. Yon dí đúng góc mình luôn. Đập thương mình kia thôi. Để góc này nó Nacot lại không chui được vào đây. Không điểm gì. Nhà kia mình gặp rồi mà. Cái sau trận đấy mình sẽ đổi lại góc sang thương bên kia nhé. Sau trận này. Sau trận này sẽ thế.
chỉ sớm nhất rồi không? Idol. Go on, amuse me. Ra mana nhỉ? Kiếm mana không được nhỉ? Không cần roll. Nốt phá này xong rồi mình sẽ đổi sang bên kia nhỉ? Lên mắt đáy à? Nốt pha này, nốt pha này cho mình dùng. Thêm đáy bên con kia. Lo xuyên luôn, mày thế. Mày có Lily anh em ơi. Các bên kia khỏe hơn. Con xuyên này dùng thổi xấu thế. Lily không đi một phát được không? Đổi góc thôi anh em ơi, góc này. Xin đi mana, xin đi truy hồn đi. Okay. Lights is fleeting. Biết con Akkad không? Đấy, không biết quả đấy câm lặng được con khác bên kia không nhỉ? Thì mình cố tình để Nalit đấy để nó câm lặng đấy. Chắc là được nhỉ? Con này đi. Con này đánh nhau ác liệt rồi nha. Mất nhiều máu không? Nhau đi, đánh nhau đi. Ico nhỉ hay là luôn luôn nhỉ? Hay còn 9 con. Mình muốn thổi con cát đúng không? Nhưng mà mình cũng không có truy hồn. Đoạn này cũng không đáng sợ lắm ta. Na có truy giữa. Thên dùng đáy bên này nhưng mà con thên này nó lại bổ được. Mình sẽ đổi góc cái này đi. Mình đổi con cát bên đấy gì. Cái này hay đấy. Thôi được góc con cát này, con cát ăn Lily luôn. Khó của Nam Cường rồi. Mình bế con rồng mặt này mà... Ui, bạn này khỏe thế. Cát đủ gì cát thứ. Bạn này bị mình vả là bế con rồng lên hết đan. Bạn này vả hơi khó nhỉ. Bình thường. Nhấy. Không chết à. Không chết à. Ê thầy đi rắc đâu nhỉ. Đâu cái sốt ruột rồi đấy. Ta sau nhé. Có chui giữa. Không sao. Giờ mình cũng thôi. Ủa sao nó có lại chui bên này? Mình tưởng nó sẽ chui sang góc bên kia cơ. Căn căn thì mình ăn góc bên kia. Ừ, chuyện tầm này cũng khá chill rồi. 25, khoảng 25 chắc thêm một con Lily, con xui. Đổ cho thêm thôi. Đổi đồ một tí. Thêm này.
Vẽ cho thêm này đi, cho thêm cái này đi. Và cái này thì cho tạo con rồng cho trâu nhá. Rồng đâu? Cái này không? Xong rồi tìm con cắt 2, tên 2 là đường này cũng chọn bộ rồi. Cơ bản đường này là gì đây? Nguyên tố, hai pháp sư, hai bán thần, hai đọa lạc, hai sát thủ, hai cuồng chiến, hai pháp sư, hai... Lạ nhỉ? Thên. Để con thên, thên cũng bán thần, Azenka, nguyên tố. Nguyên tố cũng ngon, nguyên tố ra ngon hơn trợ thủ. Và trợ thủ nó xanh sớm hơn. Có thể đang sót tướng không? Không có, ai đi. Cái floor này cũng đi nhỉ? Thêm 2, rồi, hết cảnh anh em ơi. Đây là hết cảnh rồi. Cái này sẽ cho con Sephira nó tanh ở giữa nhé. Và anh cho con rồng. Vậy thôi, cái này hoặc là cho ôm mẹ được cho tôi, này tanh ở giữa. Con cát góc này này. Sẽ... có chui đây rồi. Chút đi. Ui, Nacot này làm to thế, nó chui được vào. Con rồng mình không thổi được à? Mình yếu ớt vậy. Thằng cài bên kia cũng khỏe thế. Khác mình cũng nhảy được này, thêm bột một phát nữa này. Thêm bột một phát nữa. Nacot này chui quả đẹp quá. Để Nacot ra nữa đi, Nacot mình vô dụng. Nacot mình không cần chui đâu. Mình chơi thôi. Cắt hai này sao giết được nó bây giờ? Truy hồn, xin truy hồn. Truy hồn. Mana đi ngọc đại đi. Để cho con Nacot à. Tìm bị bắt hai. Bị bắt. Nacot chui hẳn góc đáy này nhá. Thêm nữa mà. Có thư đây. Để Nacot chui ra góc anh em ơi. Còn con Zeal Nacot này chui hết ra ngoài đi. Sao con cát mình đứng yên vậy? Làm gì đi chứ các bạn. Đi bác sấy các thứ đi chứ. Thêm bổ các thứ đi chứ. Gấp sấy phát cuối nào. Ok nha anh em nha. Vậy thôi. Thôi em ơi, đến đây kết thúc rồi. Nha anh em thích tiếp trên thì hãy like, subscribe và see you again next time. Đâu đâu là nghiêm túc tí. Bye em.